Cù Lao Tân Quy hay Cồn Tân Quy cách thành phố Cần Thơ khoảng 40 km, có khoảng 800 hectare đất đều trồng cây ăn trái nên còn được ví là tiểu vương quốc trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long. Còn đây là vườn măng trăm tuổi nhìn từ trên cao. Chú Út Nhiêu là con rể của người đã đưa cây măng cụt lấy thiêu về đất Cồn Tân Quy, ban đầu được 36 cây, nhưng chiến tranh và thời tiết cực đoan đã làm hư hại một số nên giờ chỉ còn 16 cây sống qua trăm năm. Thân cao ngút tầm mắt, đường kính tán rộng khoảng 10 mét. Này chắc được cũng một vòng tay ôm rồi chú ha. Chú mà măng cụt càng già thì càng nhiều trái hay là càng già càng ít trái hả chú? Càng già càng nhiều trái, mà lại trái mỏng vỏ, ngon ngọt. Hồi nãy chú có nói là có nhiều cây bị bơm đạn á, nó tàn phá rồi á, nó vẫn còn sống không chú? Còn, cũng còn sống. Bơm đạn rồi mối mọt đã làm hư hại gần hết phần lõi, nhưng cây vẫn xanh tốt và cho trái đều đặn suốt mấy chục năm qua, mỗi năm khoảng 300 kg. Còn những cây trăm tuổi không bị thương tích, có thể cho từ 400 đến 500 kg trái một năm, cao gần gấp đôi lứa măng cụt 40 năm tuổi chú mới trồng sau này. Măng cụt đã giúp gia đình chú vươn lên khá giả nhất nhì Cồn Tân Quy. Wow. Muốn măng cụt giòn, không có nhão, ngọt thanh và nhiều nước chứ không có khô như nhiều loại măng cụt Thái mà mình đã ăn trước đây. Mỗi năm cây măng cụt chỉ cho trái một mùa, thời gian thu hoạch rộ khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch. Cho đến nay, loại cây này vẫn sinh trưởng và cho trái mà không có thuốc kích thích để ra hoa hay dưỡng quả. Vì vậy, nó được xếp vào loại trái cây sạch tự nhiên. Điều thú vị nữa là cây càng lớn, trái càng ngon. Vì vậy, nếu đã đến Tân Quy, nhất định phải thưởng thức hương vị trăm năm của những cây măng cụt cổ, lứa măng cụt đầu tiên khai phá đất Cồn miền Tây. Mọi người nói người ta còn gọt vỏ để làm măng cụt, gói măng cụt làm, đúng không chú? Gói măng cụt, dạ. Gói măng cụt đắt giá lắm ạ. Chú ở đây cũng có làm rồi, nhưng vậy? Mà làm thấy hao lắm ạ. Ngon hả chú? Ngon lắm con. Nếu mà ngon thì chúng ta phải thưởng thức thôi.